Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại điểm mai của chị Tiên ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi nè, nhiều dáng thế luôn. Sẽ lượt mua đế cho quý vị xem ha. Bếp ha, quanh to nè. Khó đi đặt luôn. Rồi, chào chị. Dạ, chào anh Tâm, chào cô chú anh chị trên toàn quốc. Hôm nay em có dịp lưu mai phôi giảo hạt Thủ Đức bông từ 5 tới 12 cánh ha. Muốn giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0382819990, cũng là số giao lưu của em. Hình phí ship là bao sống, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Yeah. Rồi em vô mã số 1. Rồi, số 1. Cao 86. Hoành là 29. Đó cũng cũ đây là 47. Cây đế cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Cũ nở luôn. Đế nơm cũ nở rất đẹp luôn. Rồi, mã số 1 em giao lưu 3 triệu. Rồi, 3 triệu ha. Sao nãy gì ta tự gửi gì 3 triệu không biết. Ủa? Diêm cây làm chi nữa ta? Dơ xình không? Cao 68. Hoành 25. Một nồi đế rất đẹp luôn ha. Mã số 2 em vô luôn 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Mã số 3. Cao 55. Hoành là 27. Rồi, để đây không vậy? 7 luôn. Một nồi đế rất đẹp luôn ha. Mã số 3 giao lưu 950. Rồi, 950. Mã số 4. Khối đi đặt nè. Cao 41. Hoành là 17. Đi năm đặt cứng luôn ha cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Mã số 4 giao lưu 650. 650. Mã số 5. Cao 47. Hoành là 18. Nồi đế rất đẹp luôn hết cô chú anh chị. Mã số 5 em giao lưu 350. 350. Mã số 6. Cao 45. Hoành là 14. Một nồi đế quá rất đẹp luôn ha.
Mã số 6 vô lưu 350. 350. Mã số 7. Cao 42. Quạnh là 22. Một nồi đế luôn hả cô chú anh chị. Rất đẹp luôn. Mã số 7 giao lưu 750. Thôi 750. Mã số 8. Cao 58. Hoành nó là 19. Đi bàn rất là dáng trực rất đẹp luôn ha. Mã số 8 em giao lưu 250. 250. Mã số 9. Cao 44. Hoành là 19. Đi quá rất đẹp luôn các chú anh chị. Mã số 9 em giao lưu 250. 250. Mã số 10. Cao 52. Hoành là 16. Mẫu đi quá rất đẹp luôn nè. Mã số 10 em giao lưu 350. 350. Mã 11. Cao 39. Hoành là 17. Bộ đi nôm rất đẹp luôn hả cô chú anh chị. Mã 11 giao lưu 400 ngàn. 400. Mã 12. Cao 54. Hoành 20. Cây này giờ nó đang bắn tược ngang cô chú anh chị rất mạnh luôn. Về mình ghép liền là ok luôn ha. Mã 12 em vô lưu 350. 350. Mã 13. Cao 38. Hoành đây là 15. Đi nôm rất đẹp luôn. Mã 13 em vô lưu 150. 150. Mã 14. Cao 61. Cái này lũa đây ha. Hoành đây là 25. Giờ bị lũa đây nè cô chú anh chị. Chỉ cần đều luôn ha cô chú anh chị. Mã 14 em giao lưu 650. 650. Mã 15. Cao 67. Hoành đây là 25. Cũ là 34. Màu đế khối rất đẹp luôn. Cũ nở luôn hả cô chú anh chị. Dán trực chi cành đều luôn. Mã 15 em vô luôn 1 triệu. 1 triệu. Mã 16. Cao 66. Hoành là 20. Một nồi đế rất đẹp luôn. Đế là kẹo rất đẹp ha cô chú anh chị. Mã 16 giao lưu 700 ngàn. 700. Mã 17. Cao 26. Hoành là 16.
Đầu đinh đế rất đẹp luôn. Mã 17 em vô lưu 300 ngàn. 300. Quần to nè. Mã 18. Cao 61. Quần đây là 27. Đế quá đẹp luôn, một khối đế hả chú anh chị. Chi cành cũng đều nữa ha. Nó cũng có bị lũa ở đây nè coi chú anh chị. Dê ở đây nữa nè. Mấy anh đây nè. Lúa mà nó cũng sắp lành rồi. Thấy sao? Mã 18 em vô lưu 850. Rồi, 850. Thôi đây luôn. Mã 19. Cao 51. Hoành đây là 25. Nó cũng có bị lũa ở đây nghe cô chú anh chị. Khối đế luôn. Mã 19 em giao lưu 650. 650. Mã 20. Cao 28. Hoành là 14. Cây nó cũng kéo tược rồi nè cô chú anh chị, rất mạnh cây luôn ha. Mình mua về mình ghép liền ok luôn. Mã 20 em giao lưu 150. Rồi, 150. Mã 21. Cao 59. Hoành là 23, nó cũng bị lũa ra cô chú anh chị. À. Bộ đế rất quái luôn, rất đẹp luôn. Mã 21 vô lưu 350. 350. Mã 22. Cao 41. Hoành 23. Một nồi đấy rất đẹp cô chú anh chị. Đấy rất là lực luôn. Mã 22 em vô lưu 750. 750. Mã 23. Cao 65. Hoành đây là 20. Một nồi đấy rất đẹp luôn hả cô chú anh chị. Chi cành cũng đẹp nữa ha. Mã 23 em vô lưu 750. 750. Mã 24. Cao 91. Hoành là 25. Một nồi đế rất đẹp luôn, dáng trực thẳng luôn, chi cành đều luôn hả các chú anh chị. Ôi đế quá đẹp luôn. Mã 24 giao lưu 900 ngàn. Rồi, 900. Mã 25. Cao 54. Hoành 19. Một nồi đế nơm rất đẹp luôn hả cô chú anh chị. Nơm quái rất đẹp luôn.
Mã 25 em vô lưu 750. 750. Dạ cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip, mong cô chú anh chị xem ủng hộ cho em, cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha, rất mong quý vị ủng hộ cho chị Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại.